Thân ái chào các bạn học sinh khối lớp 4. Đến với tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai bài chính tả. Bài chính tả đầu tiên nhớ viết Nếu chúng mình có phép lạ của tác giả Định Hải. Bài tiếp theo nghe viết Người chiến sĩ giàu nghị lực theo báo Lao động. Sau khi học xong tiết học này, các con hãy tự viết hai bài chính tả này vào trong tập của mình nhé. Nào, bây giờ cô và các con cùng nhau sẵn sàng để vào tiết học này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài chính tả đầu tiên. Nhớ viết, nếu chúng mình có phép lạ của tác giả Định Hải. Bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ của tác giả Định Hải, các con đã được học và tìm hiểu trong tiết tập đọc trước. Bây giờ cô sẽ đọc cho các con bốn khổ thơ đầu tiên và đây cũng chính là nội dung để các con viết vào trong vở của mình. Nếu chúng mình có phép lạ. Nếu chúng mình có phép lạ, bắt hạt giống nảy mầm nhanh, chớp mắt thành cây đầy quả, tha hồ hái chén ngọt lành. Nếu chúng mình có phép lạ, ngủ dậy thành người lớn ngay, đứa thì lặn xuống đáy biển, đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mình có phép lạ, hái triệu vì sao xuống cùng, đúc thành ông mặt trời mới, mãi mãi không còn mùa đông. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bơm thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn kẹo với bi tròn. Theo Định Hải. Để nhớ và viết tốt bài chính tả, nếu chúng mình có phép lạ, thì khi viết, các con cần lưu ý những từ sau. Từ hạt giống, tiếng giống, âm đầu là âm gì? Từ đáy biển, khi viết tiếng biển, các con lưu ý phải viết vần yên. Thanh hỏi đặt trên đầu âm E. Từ máy bay, chúng ta lưu ý sẽ viết vần A vào mỗi tiếng. Từ nảy mầm, chúng ta lưu ý. Tiếng nảy, chúng ta viết vần A, thanh hỏi. Và thanh hỏi đặt trên đầu âm A. Tiếng mầm chúng ta chú ý vần âm, thanh huyền đặt trên đầu âm ớ. Tiếng ruột, khi viết tiếng này chúng ta lưu ý vần uốt. Âm cuối là âm tờ. Chúng ta hãy quan sát đoạn thơ và nhận thấy mỗi câu thơ đều có 6 chữ. Khi viết, các con hãy lùi vào hai ô của mỗi dòng thơ. Và sau khi viết xong một khổ thơ thì chúng ta sẽ xuống hàng và cách một hàng, sau đó sẽ viết tiếp khổ thơ tiếp theo. Như vậy thì các con đã trình bày đúng và đẹp bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập trước khi viết bài các con nhé. Bài 2B đặt trên những chữ in đậm, dấu hỏi hay dấu ngã. Các con hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn sau đây. Và khi cô đọc, các con hãy lưu ý những chữ mà cô in đậm màu xanh để chúng ta có thể điền đúng dấu hỏi hay dấu ngã nhé. Ngày xưa, có một học trò nghèo nổi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông Đỗ Trạng, nhà vua muốn ban thưởng, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ông chỉ xin một chiếc nồi nhỏ đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuở hàng vi, vì phải ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hỏi mượn nồi của nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bữa xong để vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế, ông có thời gian học hành và đỗ đạt. Và các con hãy bấm dừng video một chút và hoàn thành bài tập 2D. Các con hãy bấm dừng video một chút để làm bài tập 2B nhé. Bây giờ cùng nhau sửa bài nào. Các con hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả của mình để xem mình có sai sót chỗ nào không. Nếu sai thì chúng ta hãy sửa lại nhé. Và bây giờ chúng ta cùng sửa bài.
Cô có lời khen với các con đã hoàn thành tốt bài tập 2B. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Đến với bài tập 3, chúng ta sẽ được tìm hiểu và biết thêm ý nghĩa của một số câu ca dao tục ngữ sau. Tuy nhiên, những câu ca dao tục ngữ này đã bị viết sai lỗi chính tả. Bây giờ, các con cùng với cô sẽ tìm hiểu từng câu và sau đó nhiệm vụ của các con sẽ viết lại những câu ca dao tục ngữ này cho đúng chính tả. Câu A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Khi đánh giá một vật dụng được làm bằng gỗ, thì người ta thường quan tâm đến ruột gỗ, thớ gỗ bên trong hơn là màu sắc nước sơn bên ngoài. Ông cha ta đã dùng câu này để đánh giá một con người. Chúng ta nên quan tâm đến phẩm chất hơn là ngoại hình của họ. Câu B. Xấu người đẹp nết. Vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn quan trọng hơn là vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Câu C. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể. Bằng những kinh nghiệm sống, ông cha ta đã để lại những đúc kết sau. Mùa hè ăn cá sống ở sông thì ngon, còn mùa đông ăn cá sống ở biển thì ngon. Câu D. Trăng mờ còn tỏ hơn sao, dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi. Câu này muốn nói rằng trăng dù mờ vẫn sáng hơn sao, núi dù có lở vẫn cao hơn đồi. Ý muốn nói người có địa vị cao, giỏi giang, dù có sa sút thế nào thì vẫn còn hơn người khác. Chúng ta vừa tìm hiểu ý nghĩa của các câu ca dao tục ngữ này. Bây giờ, các con hãy sửa lại những lỗi sai chính tả và viết lại những câu ca dao tục ngữ này cho đúng nhé. Nào, bây giờ các con hãy làm bài. Các con cùng sửa bài với cô. Các con hãy quan sát lên màn hình và đối chiếu với bài làm của mình các con nhé. Cô chắc rằng tìm hiểu ý nghĩa của các câu ca dao tục ngữ này, các con đã viết lại những câu này rất đúng chính tả. Cô có lời khen ngợi dành cho các con. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài chính tả thứ hai. Nghe viết: người chiến sĩ giàu nghị lực, theo báo Lao động. Đây chính là đoạn viết của chúng ta đấy các con. Bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc đoạn này nhé. Người chiến sĩ giàu nghị lực. Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương, vẽ một bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, họa sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh, tượng, đoạt 5 giải thưởng mỹ thuật quốc gia và quốc tế. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đoạn văn này trước khi viết bài các con nhé. Đoạn văn viết về ai? Và câu chuyện kể về chuyện gì cảm động vậy các con? Đoạn văn này viết về họa sĩ Lê Duy Ứng. Ông là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, là họa sĩ, nhà điêu khắc, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của đất nước chúng ta. Ông nổi tiếng vì đã vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng máu của mình khi đã bị thương mù cả hai mắt ngay trên chiến trường. Cô giới thiệu với các con, đây chính là hình ảnh của họa sĩ Lê Duy Ứng. Đúng như giới thiệu, câu chuyện kể về Lê Duy Ứng vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu từ đôi mắt bị thương của mình. Để viết tốt đoạn văn này, các con cần luyện viết những từ khó sau. Các con có thể luyện viết vào bảng con hoặc là vở nháp của mình nhé. Khi viết từ Bác Hồ, Lê Duy Ứng, Sài Gòn, chúng ta cần lưu ý đây đều là những tên riêng, nên chúng ta cần phải viết hoa những chữ cái đầu tiên. Từ quệt máu, khi viết từ này, chúng ta cần chú ý tiếng quệt là vần ết, thanh nặng đặt dưới âm E. Từ triển lãm, chúng ta chú ý tiếng triển là âm tr,
phân biệt với âm chờ. Trong bài sẽ có tháng, năm và những con số. Ở đây các con hãy lưu ý chúng ta sẽ viết bằng số. Các con hãy quan sát một lần nữa những từ khó. Tiếp sau, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập 2A trang 117. Điền trờ hay chờ vào chỗ trống. Các con hãy lắng nghe và chú ý cô đọc bài Ngô Công dời núi. Khi cô đọc, các con hãy chú ý lắng nghe để phân biệt được âm tr hay âm chờ. Sau đó, các con hãy bấm dừng video và làm bài tập 2A. Ngô Công dời núi. Ngày xưa, ở Trung Quốc, có một cụ già 90 tuổi tên là Ngô Công. Bực mình vì hai trái núi Thái Hàn và Vương Ốc chắn ngang đường vào nhà, Ngô Công hằng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi. Có người chê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói, ngày nào tôi cũng đào. Tôi chết thì con tôi đào. Con tôi chết thì cháu tôi đào. Cháu tôi chết còn có chắc của tôi đào. Họ hàng nhà tôi truyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi chẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng. Trời nghe cụ nói vậy, liền đẩy hai trái núi ra xa để cụ có lối đi lại. Bây giờ các con hãy hoàn thành bài tập 2A của mình nhé. Các con hãy đối chiếu bài làm của mình và bài sửa trên màn hình của cô. Sau khi hoàn thành bài tập này, các con đã phân biệt được âm tr và âm chờ. Cô có lời khen dành cho các con. Chúng ta vừa được tìm hiểu hai bài chính tả, nhớ viết Nếu chúng mình có phép lạ của Định Hải và nghe viết Người chiến sĩ giàu nghị lực theo báo Lao động. Và chúng ta cũng vừa hoàn thành tất cả các bài tập liên quan đến hai bài viết chính tả này. Các con hãy hoàn thành hai bài viết chính tả Nếu chúng mình có phép lạ và Người chiến sĩ giàu nghị lực vào trong vở của mình. Khi viết xong, các con hãy nhớ soát lỗi và sửa lại lỗi sai, sau đó gửi bài lại cho thầy cô. Khi viết bài, các con hãy chú ý ngồi đúng tư thế viết như trên hình các con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các con và hẹn các con ở những tiết học sau.